Trận đấu bắt đầu. Michael Ballack, Hugh Minson, Joshua Kimmich. Có thể tạt bóng. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Nguy hiểm. Vâng, anh ta dính bẫy việt vị. Bạn có thể xem anh ta đã cố gắng như thế nào để phá nó. Joe Stone. Joshua Brenet. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Michael Ballack. Joshua Kimmich. Michael Ballack. Son Heung-min. Chuyền bóng lại. Antonio Rüdiger. Joe Stone. De Bruyne. Ném biên cho Spurs. Michael Ballack. Ki Sung-yang. Rất khó khăn cho phòng ngự. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Joe Stone. Antonio Rüdiger. Khoảng trống ở cánh đang mở ra lần nữa. Michael Ballack. Đã có đồng đội hỗ trợ De Bruyne. Có thể có bàn thắng. Eden Hazard. Juko. Pha xử lý kỹ thuật. Và sẽ là một pha tấn công của Tottenham Hotspur. Cả pha chính xác. Sóng gió tạm thời trôi qua. Pha bóng tốt, đó là cách hóa giải nguy hiểm nhanh nhất. Eden Hazard. Michael Ballack. Marcos. Từ một pha tấn công khá thoáng mà đã bắt bóng được chân đối thủ. De Bruyne. Qua người rất hay. Đường chuyền quá thông minh. Một pha phóng an toàn. Essien. Eden Hazard. Michael Ballack. Son bật tường. Joshua Brenet. Tôi nghĩ là trọng tài chính rất nhanh chóng đồng tình với quyết định của trợ lý trọng tài. Chính xác là như vậy. Hiển nhiên là cầu thủ đó đã bị việt vị rồi. Juko. Essien. Joshua Kimmich. Ki Sung-yang. Gareth Bale. Michael Ballack. Hiệp một của tôi nghĩ rằng tất cả khán giả đều không thể đợi thêm được nữa. Chính xác là vậy, bắt đầu hiệp 2 thôi. De Bruyne. Hugh Minson. Rất trống trải. Đó là pha cản phá bóng rất xuất sắc. Juko.
kỹ thuật xử lý bóng rất tốt. Tôi rất thích kỹ thuật xử lý bóng đó của anh ta. Rất chống trải Kevin De Bruyne. Bàn thắng chưa đến, tỷ số vẫn chưa thay đổi. Vâng, một trận đấu căng như dây đàn cho đến tận phút cuối cùng. Kim Sung-yang, Joshua Kimmich, Son Heung-min, và bây giờ thủ môn có thể phát động một cuộc tấn công mới. Gareth Bale, Michael Ballack, tình huống tấn công rất hay. De Bruyne căng ngang, Son Heung-min, và anh ấy đã ghi bàn bằng đầu. Đó là pha cứa lòng tuyệt vời. Vâng, đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa không thành. Đó là bàn thắng một tỷ số. Chúng ta đã phải chờ đến hiệp 2 để có thể có bàn thắng này. Dứt cầu. Mất bóng. Và đó sẽ là quả phát bóng lên. Joshua Kimmich. Joshua Brenet. Kim Sung-yang. De Bruyne. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Son Heung-min. Wow. Đó là một bàn thắng tuyệt vời, Alan. Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Tỷ số được đưa lên 2-0. Tôi nghĩ sẽ có thẻ vàng. Vâng, rất nhanh. Nguy hiểm. Bóng đang ra biển. Đây rồi. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. De Bruyne, Kim Sung-yang, phần lớn các đường truyền đang được thực hiện rất tốt. Vâng, những đường truyền rất mượt, như thể họ có mối liên kết và dễ dàng tìm thấy nhau trên sân vậy. Gareth Bale, cô bóng vào và thủ môn, anh ấy đã có được bóng. Cùng xem quyết định của trọng tài. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Khi anh nghĩ về bóng đá như một trò chơi chuyền bóng thì anh bạn nên nghĩ về anh ấy. Đường chuyền quá thông minh, quá hay. Một pha ném biên để triển khai tấn công rất nhanh. Không ai ngăn cản. Và bóng đã đến chân của Kevin De Bruyne. Và vào bóng rất giáp. Cần phải cẩn thận hơn vào thời điểm này. Trọng tài quyết định thời gian bù giờ là 3 phút. Anh ta đã chuyền được bóng cho đồng đội của mình. Sóng gió đã tạm thời trôi qua.
Trọng tài đã nổi còi. Son Heung-min vài ngày đã ghi bàn bằng đầu. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Bóng văng ra. Son Heung-min. Vào. Ồ, đó là một bàn thắng tuyệt vời, Alan. Đó là một bàn thắng tuyệt vời.